Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta đến thăm vườn cảnh nhà anh Nguyễn Văn Hiện. Và cụm 2 thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Và đường đi trong không gian vườn cũng là sân và cũng là lối đi về trên nhà anh, lát gạch rất đẹp và bóng dáng cây sung, đó là một tác phẩm đầu tiên trong những phút đầu của cuốn video này tôi giới thiệu với các bạn luôn. Chúng ta quan sát cái phần thân bệ của gốc sung. Đây là một cây sung có tuổi đời cũng tương đối cao rồi. Xung quanh bệ đã lên vẻ. Vừa cố tỏ lắm, đây là kín hết. Vâng. Tại trước nó như chữ tì, nhưng bây giờ nó trẻ lại. Toàn tất cả và nó cứ bong ra như vậy tê tê mà sau đoạn tự nó lại bong ra. Đấy, còn cái tự nó sẽ bong ra. Gần như toàn lọi cũng mục được cái là cây sung của anh đeo quả từ dưới gốc rồi lên cắt bỏ ít quả được trước thì nó già đúng đúng tít lên tận chỉ. Như vậy là anh tôn đất nhiều lần cho nên cái bệ sung của anh nó kín hết các cái vẻ rễ. Chứ đúng ra nó đưa vẻ rễ ra anh để nổi lên thì đẹp chứ. Em đang nuôi mà. Ừ. Em muốn nuôi thì ngày mai đây này, cắt đây. Đúng rồi. Đây có 2 tầng này. Đấy thì nó phải cái này được 4 cái này. Nhưng mà giờ phải nuôi to nè. Nuôi to bắt đầu đúng cái sáng chậu khác. Thì nó được tổng thể dưới này được 1 cốc nữa. Cái đây đây là đang trên chậu rồi đúng không? Cái này đấy cái đang ở trên bể rồi. Trên bể. Vâng. Em trước đây em mới lại xây nổi lên đây để em lấy nước, khi thoảng em vừa rửa tay với hai nữa là vừa tưới vào cho cây sung để ấy thôi. Còn sau này nó sẽ phải hở toàn bộ bệ ra hết. Rồi hiện tại là nó đang hai một tầm dưới là rễ, tầm trên lại một lượt rễ. Thì nó có nổi ra thì xong sáng chậu mới. Bởi vì sung mà mình để nổi thì nó có các cái vẻ rễ nhìn nó đẹp. Vâng. À, trước nó có đấy. Bên này là cũng là dễ rồi. Đấy, đã làm được 4 cái 4 góc rồi. Còn ở dưới chưa kể, dưới thì hôm trước là em bỏ cát em thay đất ý, thì là nó dễ chạy vòng quanh. Còn dễ mới phát triển thì nên nó chưa đủ to. Em cứ để cũng phải chờ trên lên sau phải cắt thêm tiếp cái thì đó nó tương đối đấy, nhìn cái tròn chậu mới. Vâng, bây giờ ta đi sang phía đối diện để xem cái đứng ra góc kia là được. Phải nói là trong góc vườn dưới cái không gian mà mát mẻ như thế này với một cái bóng dáng cây sung cổ thụ, phải nói là rất tuyệt vời. Bởi vì sung là lá nó xanh quanh năm, không lúc nào là mùa lá rụng cả,
lúc nào cũng có lá rụng và lúc nào cũng có lộc non. Nó như giống như khế. Khế có bao giờ trơ trọi đâu. Nó không như là những cái cây khác, ví dụ như là cây xoan thì cần có mùa lá rụng, cây tre cần mùa lá rụng. Dưới tán cây sung mà lá nó ít khi bị sâu. Năm thì đánh thuốc lần là yên tâm. Vâng. Đánh thuốc lần là không có bao giờ có bỏ gióm và ăn lá. Bóng dáng của cây sung rất là hay. Sắp rồi em cắt trước cái quả nó to, nó gọi là quả sung đại. Trên màn hình tôi cũng đăng tải số điện thoại của anh Nguyễn Văn Hiện để các bạn chúng ta giao lưu qua số điện thoại. Ngoài cây sung ra, anh còn có một số những cái phôi dúi cũng rất đẹp và những cái bệ xanh. Bây giờ chúng ta chia tay với cây sung để chúng ta đến với những cái tác phẩm còn lại. Vâng, trước khi chia tay chúng ta quan sát cái phần bệ của cây sung đã nằm trọn trên một cái bể như thế này. Và anh đã đang đào xung quanh để tạo thành một cái hồ cá. Đấy, hôm qua vừa mới đào đất xong. Ngày hôm nay sẽ triển khai làm đáy và xây thành. Cây lộc vừng. Cái đề này già lắm. Vâng, anh hiện có cây đề trắng. Đây là cây si tàu. Si đá. Cái này thì nó lá nó rất dày và màu lá đẹp. Rễ nhiều. Vâng, cây xanh anh làm tán một tán. Và với cái tác phẩm xanh này mình cứ làm tán lệch một tán. Nhưng mà đưa cái tay này thấp xuống thêm anh ạ. Cái tay hoành bên này. Làm một tán tán lệch trông như là cái mu rùa cũng được. Cũng được. Một mái. Một mái mà. Một mái đuổi. Được hay là hồi trước tưới nước giếng khoan đấy? Dạ. Có tưới nước giếng khoan không mà thân có, nó đen có, đấy? Có, vẫn
thứ gì chứng khoản. Thế hẳn nào? Bây giờ em mới chuyển, bây giờ em mới lại. Tôi nhìn cái, tôi nghĩ ngay là. Chuyển về nước chứng khoán là nó bị ố hết. Bây giờ anh xài chứng khoán thì thân nó mới đen đấy. Toàn suốt chứng khoán, bây giờ em mới chuyển sang nước. Thì để. Vẫn là cái này cái đề. 500 đấy. Dạ. Vâng. Ở vị trí này tôi thấy anh hiện có cái bệ xanh cũng buông rễ cũng đẹp, tạo vách. Và anh đang có ý tưởng xây dựng một cây xanh cổng làng. À, đây là cái cổng làng mô hình anh đã làm tạm dựng cái bộ khung. Cái vách bên này nhìn đẹp hơn, nó chạy đẹp thành vách mà nó có hốc, có cái nhìn nó tự nhiên hơn, đẹp ấy. Con này nhìn hùng vĩ. Đúng rồi, cái này làm cổng làng rất hợp, làm cổng làng rất hợp. Làm cổng làng thì cái này anh cắt ngắn bớt đi. Cắt ra lục ngay mà, cắt đến đây rồi. Sau nó chạy theo cái chiều này. Chứng khoán là vẫn có vẻ dần dần để mình có những cái hướng để sẽ đang là. Đằng kia có không? Không, đằng này thì mấy cây nó không. Vâng, cũng ở khu vực vườn nhà anh hiện chúng ta thấy có một bệ sung cũng đẹp nữa. À, với cái bệ sung này, cái đặc độc đáo nhất là đưa được một cái tay hoành ra xa. Cái điểm xa, vâng, từ gốc của nó ra phải được đến, ôi giời, nó phải khoảng độ 4 mét, 5 mét đấy. Vâng, đi ra khỏi cái bức lưới B40 này còn vươn ra tiếp này. Và cũng đeo quả rất nhiều. Cái này ngày mai nó lên tay chi đi lá gần bằng nhau. Giống này cái này thế xùi đây. Cái này nếu mà chỉ đến khi hoàn chỉnh nó ngừng cắt thì nó già, phải nói là kín hết tất cả. Vâng, như là ốc bậu hết rồi. Đấy, đây nó cả những cái tay thì này mà nó lên thì nó cứng tụ. Rồi tạm thời này. Đẹp quá, những chùm sung. Sung mỡ trắng bốc. Đây, muối tuyệt. Tất cả những cái đánh sung hết. Vâng, và anh hiện cũng có một cây bồ đề. Một gốc bồ đề dáng trực. Nhưng anh đã cắt để giảm chiều cao rồi. À, bây giờ cái phần thân thì còn khoảng độ 3 mét. Cái này chỉ có phù hợp với những cái không gian, ví dụ như những chỗ tâm linh, đỉnh chùa. À, nếu mà các bạn nào mà làm những cái việc xây dựng không gian tâm linh, thì chúng ta liên hệ với anh Hiện đến với những cái gốc đề đẹp như thế. Ở chỗ này nó tùm quá, tôi chỉ quay cái phần gốc để cho chúng ta được cảm nhận.
quỷ chỗ này nhìn. Vâng, chúng ta quan sát lại cái bệ sung ở phía bên ngược lại, bây giờ tôi mới vào để lấy hình ảnh được. Và trước khi kết thúc cuốn video này, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một cây đa lan. Và vườn cảnh anh hiện có cây đa lan tầm nhỏ, bóng dáng của cái thân cây đa lan dáng trực, nhưng mà được cái phần bệ. Một cái bệ trải rễ đều, và cái điểm nhấn là cái có một cái lu rất lớn ra này. Và bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này ở đây để chúng ta chuyển tiếp video sau.